Trân Dung Hùng Lân, lão đại giang hồ đất Đồng Nai. Chào mừng quý vị quay trở lại với OV Đại Bàng. Dưới vỏ bọc là doanh nhân, đại gia kinh doanh bất động sản, chủ tiệm vàng, vân vân. Những tay chủ sông bạc mặc nhiên phù phép tài sản kiếm được từ phi pháp trở thành hợp pháp. Một trong số đó là Hùng Lân, một lão đại giang hồ được xếp ngang hàng với cả Long Thanh và Hưng Vườn Điều tại Đồng Nai, lão đại giang hồ đất Đồng Nai. Tiền mạnh, quân đông thì đương nhiên sẽ sinh ra thế lực, các đối tượng đầu sỏ đã bám chắc nguyên lý đó để tồn tại và phô trương thành thế, từ đó vươn vòi trở thành những tay trùm trong thế giới đỏ đen đầy cạm bẫy phức tạp. Chân dung bố già Hùng Lân khi phóng viên thâm nhập vào sứ bạc của gã ở xứ Biên Hòa, một khi nhắc đến tên Hùng Lân, hầu như dân cờ bạc ai cũng biết. Hùng Lân tên thật là Nguyễn Thế Hùng, sinh năm 1959, thuộc khu phố 10, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Tương tận hơn, từ những năm 2007 trở đi, vùng đất này là nơi dung thân của hàng loạt băng nhóm có tổ chức, dưới sự điều hành của các đại ca khét tiếng như Long Thành, tên thật Nguyễn Văn Long, Hưng Vân Điều, tên thật Phạm Duy Hưng, Cường Dâu, Trần Xuân Cường, chúng chuyên tổ chức sóc đĩa, tài xỉu, gà, cá độ bóng đá, đánh đề và cả cho vay nặng lãi theo tính chất côn đồ xã hội đen. Với phương thức hoạt động phạm tội này, các đại ca mỗi ngày thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Khi tài sản phi pháp đã quá nhiều, bọn chúng nghĩ ra những thủ đoạn tinh vi hơn, rửa tiền bằng chiêu bài kinh doanh bất động sản, quán bar, vũ trường, nhà hàng vân vân để hợp thức hóa. Thời đó Hùng Lân chưa phải là ông vua trong giới giang hồ Đồng Nai, nhưng cũng là một tay tổ chức cờ bạc rất nổi danh. Y tên thật là Nguyễn Thế Hát, có nhà là một tiệm vàng ở phường Long Biên, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Với cơ sở đó, Hùng Lân ngày một cây dựng chỗ đứng, phát triển sòng bạc dựa vào sự cộng sinh giữa các băng nhóm. Nguyên tắc tồn tại của bố già này là tránh tuyệt đối mọi va chạm để đảm bảo chỗ làm ăn hạn chế bị để ý. Sòng bạc của Hùng Lân mỗi ngày thu hút cả trăm con bạc đổ về từ các tỉnh thành, từ Tây Nguyên, miền Tây và đông nhất vẫn là thành phố Hồ Chí Minh. Sự vươn vòi thần tốc của Hùng Lân chẳng mấy chốc đã đưa bố già này xếp chung hàng vào chiếu trên về cơ bạc của đất Biên Hòa cùng với Long Thành, Hưng Vườn Điều, Cường Dâu làm bộ tứ ma quái gây bất ổn cho an ninh trật tự xã hội. Nhưng đó cũng là lúc chúng bị liệt vào danh sách đen của cơ quan công an. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác lập chuyên án màn bí số 109L để đấu tranh bóc gỡ. Khi chuyên án ấy do Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, thời điểm này là Đại tá Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai làm trưởng ban. Sau hơn một năm điều tra thu thập chứng cứ, đến ngày 19 tháng 4 năm 2010, lệnh phá án được đưa ra trong sự bí mật tuyệt đối. Các tay trung băng đảng lần lượt bị tra tay vào còng. Tính từ thời điểm xác lập chuyên án cho đến khi bắt trọn vẹn, Ban chuyên án đã triệt phá hơn 300 vụ đánh bạc với hàng ngàn đối tượng có liên quan đến băng nhóm này. Trường công an thành phố Biên Hòa thời điểm đấy cũng bị cách chức vì làm lơ cho tội phạm lộng hành. Một con số cho thấy quy mô mức độ phủ sóng của các băng nhóm nói trên là cực kỳ nghiêm trọng. Và điều này cũng lý giải vì sao Đồng Nai lâu nay luôn được mệnh danh là vùng đất của cờ bạc. Những tưởng sau khi mãn hạn tù về, Hùng Lân sẽ thức tỉnh. Thế nhưng thực tế diễn ra điều ngược lại. Gã này càng càng trở nên xảo quyệt hơn trong cách thức tổ chức sòng bạc nhờ việc các đại ca Long Thành, Hưng Vườn Điều vân vân, một là về núp bóng, hai là giặt đi nơi khác làm ăn, Hùng Lân có thêm cơ hội để ngoi lên thế độc tôn, trở thành một bố già thực thụ trong ngành cờ bạc đất Biên Hòa nói riêng và cả tỉnh Đồng Nai nói chung. Tứ quái cờ bạc khi xưa ở Đồng Nai, hợp với những tay kỳ béo, dân đánh bạc bịp, ngủ ở địa bàn tỉnh Bình Dương lần cận đã hóa thành ngũ quỷ miền Đông, chám vào chỗ của Lờ Thanh, Hưng Vườn Điều, Cường Dân, giờ là hát què, tổ chức sóc đĩa tại khu vực ngã ba Thái Lan, đường xuống Vũng Tàu. C Bự tổ chức sóc đĩa tại khu vực bến phà thành phố Biên Hòa. C Oanh tổ chức sóc đĩa tại thành phố Biên Hòa. T Tam tổ chức sóc đĩa tại xỉu ở thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương. Sự tồn tại của chúng tạo nên một mạng lưới cờ bạc đầy sức hút tại miền Đông trên nguyên tắc nước sông không phạm nước giếng. Kinh doanh sòng bạc dù phạm pháp nhưng cũng có nguyên tắc riêng. Sự tồn tại của các băng nhóm đã tạo ra một mạng lưới cờ bạc, nhưng suy cho cùng, về bản chất chúng không liên kết lẫn nhau theo một hệ thống. Không có chuyện sòng bạc này bắt tay với sòng bạc khác chia sẻ con bạc cho nhau để cùng hút máu. Cuộc cạnh tranh giữa các sòng bạc là vô cùng khốc liệt. Các đối tượng cầm đầu luôn hiểu rằng phải tuân thủ luật mạnh ai nấy sống để tránh những cuộc thanh toán chỉ vì mâu thuẫn làm ăn. Dẫu vậy cũng phải thừa nhận, một miếng bánh thì không thể nào chia cho quá nhiều mạng ăn chung. Tiền kiếm được nhờ tổ chức cờ bạc là siêu khủng và vì lòng tham, chẳng tay chùm nào muốn nhìn thấy đối thủ bỏ túi nhiều hơn mình. Giới giang hồ xưa này chưa bao giờ thôi hiểm ác và bọn lưu manh thì luôn thừa những thủ đoạn để hạ bệ nhau, hòng tranh giành cái lợi. Được biết có một thời gian bà trùm Oanh Hà cũng từng hợp tác với Hùng Lân, cụ thể khi vừa đi tù về, do chưa đủ thực lực, Oanh không dám chạm trán với các ông trùm ở Sài Gòn nên vạch kế hoạch đầu tiên là thâu tóm các sới bạc ở khu vực Đông Nam Bộ, trong đó mảnh đất màu mỡ nhất là Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu. Biết Trần Văn Kiên tức Kiên Thép 42 tuổi, ngụ tại Hải Phòng, bốn tiền án trong đó có tiền án về mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, đang bị công an thành phố Hải Phòng truy nã về tội tổ chức đánh bạc, lật trốn hoạt động cờ bạc ở Đồng Nai. Oanh chủ động liên lạc với Kiên nhờ giới thiệu Hùng Lân, tức Nguyễn Thế Hùng, một trong những tay trùm tổ chức cờ bạc có thế lực ở Đồng Nai để móc nối xâm nhập lãnh địa này. Lợi dụng thời điểm Hưng Vân Điều tức Nguyễn Duy Hưng, Long Thanh tức Nguyễn Văn Long ở Đồng Nai đang tranh giành lãnh địa, thanh trừng thôn tính lẫn nhau, Oanh bắt tay với Hùng Lân, hất cảng hai ông lớn trên, chiếm thị phần này. Tháng 4 năm 2010, Hưng Vân Điều, Long Thành bị xa lưới công an, song bạc của Oanh Hùng ngày càng lớn mạnh. Tháng 6 năm 2010, Oanh phải điều Vũ Thị Hằng, em gái Oanh, Đào Thế Anh, con trai Oanh, Nguyễn Thị Thùy Châu, vợ Thế Anh, cùng đàn em thân tín của Dung Hà đang xa cơ lỡ vận từ Hải Phòng vào quản lý, điều hành, trông coi sòng bạc của Thị. Khi đủ lớn mạnh, Oanh bắt đầu mở rộng địa bàn hoạt động, lấn sang Bà Rịa Vũng Tàu thâu tóm một số sòng bạc có tiếng tăm, thu hút con bạc từ Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Thành phố Vũng Tàu vân vân. Sòng bạc đầu tiên mà Oanh nhắm đến là của Mai Huy Hiếu ở xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu. Cuối tháng 6 năm 2010, Oanh đưa đàn em đến sới bạc của Hiếu, chơi như lời nhắn nhủ Hiếu phải biết điều với bà chùm này. Để được tồn tại, Hiếu không còn cách nào khác, nhưng cho Oanh làm nhà cái ở sòng bạc của Hiếu. Cuộc chiến cam go, biết đang làm chuyện phi pháp nên các chùm cờ bạc luôn thường trực sự cẩn trọng. Theo xác minh, những đối tượng mà chúng tôi vừa nêu đều dính đến tiền án tiền sự về cờ bạc hoặc liên quan đến các tội danh khác. Phương thức hoạt động của bọn chúng là cực kỳ tinh quái. Các sòng bạc được vận hành theo mô hình di động rất chuyên nghiệp trơn tru và tuyệt đối kín kẽ. Các con bạc chỉ biết đến điểm sát phạt khi được người trong đường dây tổ chức đưa đến nơi. Địa hình bố trí sòng bạc cũng được lựa chọn ở những nơi hiểm trở, vắng người hoặc dễ quan sát. Dọc đường vào sới bạc luôn có lực lượng cảnh giới theo dõi mọi động thái để cấp báo khi có biến. Có những điểm các đường dây tổ chức cờ bạc còn mua chuộc cả người sống lân cận để trở thành tizo, kẻ báo tin cho bọn chúng lúc cần. Bọn cầm đầu chỉ chấp thuận cho khách mới vào chơi khi được người cũ bảo lãnh chịu trách nhiệm. Đó cũng là cách hạn chế tối đa sự điều tra của lực lượng công an hoặc bị báo chí thâm nhập. Những thủ đoạn như vậy rõ ràng gây khó khăn rất lớn cho lực lượng công an trong quá trình điều tra khám phá. Quay lại những sòng bạc mà phóng viên đã ghi nhận trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, thời điểm đấy sau khi được xem những thước phim mà chúng tôi cung cấp, trực tiếp đại tá Nguyễn Văn Kim, phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai cùng một đội phó đội phòng chống tệ nạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh này đã xác nhận thông tin báo công an thành phố Hồ Chí Minh thu thập và cung cấp là hoàn toàn chính xác. Những cái tên như Hùng Lân, Hát Què, Xê Oanh, Xê Bự hiện đang nằm trong theo dõi của cảnh sát hình sự và lực lượng đang chờ thời cơ thích hợp để triệt phá. Tuy nhiên, Đại tá Kim cũng chia sẻ rằng hiện nay phương thức thủ đoạn của hệ đối tượng này rất tinh vi, gây khó rất nhiều cho lực lượng chức năng. Chúng rất kín kẽ trong khâu tổ chức, chọn những địa hình dường như không thể đột nhập để lập sòng bạc trong phạm vi cách sông bạc vài cây số luôn có đồng bọn quan sát từng nhất cử nhất động. Song của đối tượng Hùng Lân là một ví dụ, đại tá Kim nói, cùng nhận định, vị cán bộ đội phòng chống tệ nạn kể thêm, các đối tượng trong đường dây tổ chức cờ bạc thậm chí còn cho người theo dõi lại cảnh sát. Có những thời điểm anh em bí mật đánh án, bị chính đối tượng theo dõi, phải vận dụng rất nhiều biện pháp nghiệp vụ để úp ngược. Có những án do tình hình như vậy nên phải mất một thời gian rất lâu mới có thể triệt xóa dứt điểm được, anh bộc bạch. Những khó khăn ấy đã nói lên một sự thật, Cuộc đấu tranh trên mặt trận này là cam go, nhưng khó không có nghĩa là không làm được. Hàng năm lực lượng công an các tỉnh thành khắp cả nước vẫn xuất sắc xác lập những chiến công đánh tan hàng loạt đường dây, thậm chí là tập đoàn cờ bạc. Đặc biệt là ở khu vực Đông Nam Bộ từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đồng Nai, Bình Dương, những ổ cờ bạc khét tiếng qua thời gian đã bị triệt phá, đầy đuổi. Khi đã hết đất dùng thân, những tên cầm đầu lại tính đường mò sang vùng biên giới để tiếp tục gieo rắc tội lỗi. Bên kia cửa khẩu Tây Nam, trong những sòng bạc xa hoa vẫn thấp thoáng bóng của những tay chùm người Việt. Xa lưới, ngày 6 tháng 5 năm 2021, Công an thành phố Biên Hòa Đồng Nai đang tạm giữ 9 đối tượng tham gia đánh bạc và thu giữ hơn 160 triệu đồng trong sòng bạc tại nhà của Nguyễn Thế Hùng, thường gọi là Hùng Lân, 60 tuổi, ngụ khu phố 10, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa. Trước đó, chiều mùng 5 tháng 5, đội chống tệ nạn xã hội và mua bán người thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an thành phố Biên Hòa đột kích bắt quả tang các đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc hình thức sóc đĩa tại nhà Hùng Lân. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận sòng bạc do Hùng Lân cùng Vũ Huy Khánh 42 tuổi và Bùi Tuấn Lộc 40 tuổi cùng ngụ thành phố Biên Hòa tổ chức và thu tiền sâu. Bước đầu điều tra, công an xác định sòng bạc này hoạt động rất tinh vi, tập trung nhiều con bạc cộm cán có nhiều tiền án tiền sự trên địa bàn trong đó Hùng Lân là đối tượng hoạt động cờ bạc chuyên nghiệp, cầm đầu sòng bạc hoạt động liên tỉnh Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương trong thời gian dài. Để đối phó với công an, phía bên ngoài bố trí nhiều đối tượng canh đường cảnh giới và thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc. Đương nhiên, khi bị rớt vụ này thì hiện tại Hùng Lân vẫn đang trung án. Năm nay đã hơn 60 tuổi nhưng vẫn phải tra tay vào còng bởi những lỗi lầm mà mình gây ra. Chắc chắn lần này đường về nhà của Hùng Lân cũng khá xa. Đây cũng là bài học cảnh tình cho giới trẻ rằng đừng dính dáng đến các công việc phạm pháp bởi không biết rằng mình sẽ tra tay vào còng lúc nào dù có tinh vi đến đâu nữa. Trên đây là hồ sơ của Hùng Lân, lão đại giang hồ đất Đồng Nai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bàng có thêm động lực ra nhiều clip hay phục vụ quý vị. Xin chào và.